Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ender Gaming. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái game chia tay file ha. À rồi ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái nhiệm vụ găng mod. Thì từ từ. Đây. Hôm trước mình cũng chiếm khu quê này cũng khá là nhiều rồi. Bây giờ khu này nguyên cắt ngang từ khúc này nè. Cắt ngang tới bên này là của mình. Rồi nếu mà mình chiếm cái này với cái này là cắt ngang tới khuôn xứ này luôn, là cũng gần xong hết cái thành phố Los Santos rồi đó. Bữa nó chơi chiếm vừa vừa, ai ngờ nó cũng dữ thiệt. Ok, nay mình sẽ đi chiếm tiếp ha. Nay mình sẽ như các bạn yêu cầu thì lấy cây súng rồi để xíu. Có bạn yêu cầu mình là lấy cái cây súng flare gun, súng pháo sáng. Đây, pháo sáng. Để cho team nó bắn bọn kia cháy chơi. Ok, chơi luôn. Bữa mình chơi súng nhắm nào, súng nhắm hạng nặng luôn ha, heavy sniper rồi. Nên mình sẽ chơi súng pháo sáng. Rồi đó. Giờ mình chỉ cần đi chiếm thì bọn nó sẽ lấy súng đó ha. Thì hôm nay hiện tại mình đang sử dụng cái mod đồ họa là hôm trước mình có nói đó. Là cái mod đồ họa Mac Visual Create Again. Đúng không ta? Hình như là đúng rồi, hình như nó đó. À đó. Mod đồ họa Natural Vision Remastered và sử dụng cái reset là Mac Visual Grid Again. Mac Visual Grid Again. Nó hỏi lẹo lưỡi luôn thiệt tình. Thì mình nhớ còn một cái DLC nữa mà. Kỳ vậy. Nhớ phần này có một cái DLC riêng dành cho xe. Hình như nó gộp một phần rồi. Kệ, để mình lấy con xe cái đã. Đúng rồi, nó gộp lại hết một phần rồi. Đây, Befister 811. Tyrus, Adder, Nero chưa lấy được tại vì do mình chơi thôi lấy con này đi. Con này là nó giống con Aston Martin Vulcan bộ mình mod đó, mình mới mod nó so sánh rồi hai con này ha. Giống như đúc luôn. Ikuta 20 nữa nè. Đó. Rồi, bây giờ đi ha, cái đồ họa này tầm sáng sớm này thì nó đen nó thật. Còn mà tầm trời sáng nữa nó đẹp lắm mà. Quan trọng là các bạn thôi thì mình thì cái nào cũng được. Thấy cái này nó đẹp, nó lại nhẹ nữa, nó không có tuổi bét nhiều. Khá là nhẹ. Rồi. Cái khu này là cái khu như kiểu một cái khu phố thôi chứ không phải là đặc biệt lắm. Hiện tại là Morningwood sở hữu bởi American Mob 42 41-42. Chơi Armenian chứ không phải là American, cứ lộn cái chữ này hoài. Armenian Mob. Rồi bằng kia chơi pháo sáng, mình cũng chơi pháo sáng luôn. Rồi. Chưa có súng. Từ từ mấy anh bình tĩnh. Chưa gì hết 13. Rồi. Đây. Flagon này các bạn phải cần tới mua. Cái này hiện tại mình súng mình nó màu vàng. Để đỏ mà. Đỏ. Súng đỏ nên bắn ra màu đỏ ha. Các bạn bắn nó sẽ cháy. Các bạn thấy team mình nó bắn là trời. Đỏ nguyên khu luôn. Nè bắn đụng nó sẽ cháy. Đúng rồi, hay lắm team. Mình bắn team mình cũng được luôn á. Đó. Trời ác quá. Ây da, tôi ác quá. Này chỉ là chỉ đốt bọn này thì chứ không có làm được gì cho nó. Khó chạy. Đứng yên ngon mày. Vậy đứng yên nè. Ủa. Hình như mình bị giới hạn rồi, bắn nó không có ra đạn. Đó. Sao bắn không ra đạn? Không, bọn này nó bắn không ra đạn. Nó bắn những ra mà kìa, nó bắn nó bay lung tung té chứ mà mình bắn không được. À rồi bắn được rồi. Lạ vậy. Sao nó bắn không được ta? Đường đầy pháo sáng luôn. Phẹt. À, này tiên nó hả? Tiên nó dưới này nè. Phẹt. Các bạn thấy nó chết nó la thê thảm một trời nó bắn. Ôi đẹp quá à. Nhìn như kiểu mà sao ta? Ôi, không biết nó sao nhưng mà nó đẹp quá. Rồi bắn hết ra nó rồi. Rồi bắn hết ra rồi. Kỳ giấy hết đạn hả? Gia trụ. Bậy. Bắn hết ra rồi.
Gì ba chết 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 như là khu vực này khó sáng nhiều quá rồi á. À, có súng điện nữa. Ok, các bạn ủng hộ để mình có súng điện không? Tập xong chơi súng điện. War option menu. Nhập. Súng điện là cái gì ta? Stun gun. Stun gun. À, để mình coi có hay không. Railgun, railgun là cái cây súng là hồi mình cho các bạn xem cái railgun nó bắn một viên một cái đùng súng điện. Nó không phải bắn là bắn một vật điện mà nó bắn một cái là nổ cái đùng luôn. Như điện nó tích tụ lại á. Đằng này nó đang chiếm kẻ nó đi, còn 25 thằng. Ba. Nào, ta nhớ có cái cây kia không có súng điện. Nice stick. Không có rồi mấy bạn ơi, không có. Không có rồi. Đây nè, súng điện nè, stun gun nè. Nè, chích. Ủa này, team mình. Nè. Mày, tao cho mày vừa cháy mà vừa. Điện, trời đã không? Thiêu cháy xác luôn. Các bạn thấy nè. Chưa chết nó mày. Điện này bắn tới sáng luôn quá. Mới có súng này nó mới vui nè. Rồi chết luôn rồi. Bắn ngay tim chết luôn, giật tiền chết luôn. Wow. Súng này phải bắn gần chứ không bắn xa được. Rồi sao mình trà trội bung bự anh. Để bắn ngay bắn. Tại vì anh già quá. Trời ơi, nịch rồi. Ít đi ít đồ. Dữ dằn ha. Để tôi bơm điện cho ông cho. Nhưng nó không thiếu điện. Nhìn cái mặt ông kìa. Rồi nhìn cái mặt ông nè. Nhìn cái mặt ông nè. Rồi đây. Tôi ác quá không. Không chết luôn. Dạ da như quỷ á. Quỷ mập này dai quá. Rồi xong. Bụng đôi tay nhau ra rồi. Chết như kiểu mà phiêu hai tay đưa lên trời, đúng phiêu luôn súng cái này, súng rớt ra rồi chết rồi. Mày là thằng tiếp theo. Mày là thằng tiếp theo. Hay tao bắn ngay. Chết. Từ một bức tử cái nó họ mà kia nó bắn mình chết. Tội quá à. Kệ. Ê mày đừng. Tao đang bắn mày. Trời ơi. Rồi xong, tự chết luôn. Bắn cái đầu nữa coi. Không, cái đầu nó vẫn bình thường, nó giật nguyên thân luôn. Trời, cái đầu như kiểu mà khu vực sống não, các bạn thấy lúc mà mình bắn cái đầu, chân nó giật, chân nó tự động luôn cơ. Ghê chứ, ác chứ. Quân cầm súng pháo, mình cầm súng điện. Súng điện không có trong này chứ súng điện có cũng chơi rồi. Mà súng điện bắn gần chứ bắn xa được, bắn gần xa quá nó không tới. Bụng bự nè, bắn cho nó xẹp bớt. Trời, tôi bắn lâu quá à. Đổi súng pháo. Đẹp. Hồi súng pháo bắn nhưng chưa lên đạn. Bắn nó hết lên đạn rồi. Mày giật điện mà còn cầm súng bắn. Nè. Rồi xong chết. Rớt tiền. Có 10 thằng mấy bạn ơi. Từ đó mình chơi tấn nè. Mấy cái thằng mà nó ở trần phệ. Bẹp. Đó bắn ngay đầu là các bạn thấy chân nó co không đây nè. Mình bắn ngay bụng nè, cái chân nó bình thường. Mình bắn ngay đầu nè. Các bạn thấy cái chân đó nó cử động cái chân không?
Hay. Bắn ngay đầu là cái chân nó cử động, nó như là cái dây thần kinh á. Còn bắn ngay tay chân ngay bụng thì chân nó chỉ giật thẳng người lên thôi, là bắn dây chân nè. Như bình thường ha. Thì bắn mỗi ngay cái đầu là nó giật, nó đưa chân lên. Đó, cứ bắn ngay đầu là đưa chân lên. Auto đưa chân. Mày bắn một lần chắc cỡ cả chục lần bắn điện nó mới chết nổi. Còn 7 thằng nữa. Mày bắn lén không hả mày? Bạn nhìn nó sáng đầy đường rồi. Người lửa đầy đường luôn. Rồi xong mày, xong đời mày rồi, xong đời mày rồi. Rồi chết luôn, buông súng luôn. Vừa cháy mà vừa bị đốt nữa. Trời nó bắn rồi. À, đừng đụng tao. Trời. Chứ đừng có đụng tao mà không ai mà đụng tao nữa nè. Hello mập. Mập. Này các bạn thấy bắn cái chân nó giật đó đó. Còn nếu mà bắn ngay bụng thì chân nó thẳng đơ ra. Bắn ngay đầu chân nó giật lên. Đó, thấy không? Hay. Là một phát minh mới, một cái phát hiện mới trong người ta. Rồi xong đời luôn rồi. Chị buồn. Ok, cái khu Morning Wood này bây giờ là của mình rồi. Đi chỗ đi kiểu lãng tử ha. Chết luôn đi. Chị chết hả ba? Bao nhiêu nó bắn à. Trời ơi. Tại vì không có cái cây súng stun gun thôi. Có là mình. Để con sẽ cứu quả. Con sẽ cứu quả đi thử thôi. Trời, mình thằng này mà cân nguyên đám luôn hay vậy. Này này nè. Rồi bắn đi anh em. Rồi là mình là cái người điện là mình cái người phụ thêm thôi, phụ thêm một tay cho team mình thôi. Thấy con thằng chết cháy chết ngắt luôn rồi. Trời ơi, thịt nướng. Đen thui luôn, ghê chưa? Mày trời. Mày thấy mày ác chưa? Mày đốt đen thui luôn. Cháy nhỏ, đen thui. Chơi mà mày chơi ác quá mà. Rồi, tiếp theo là mình sẽ chiếm cái khu tiếp theo. Chơi này vui quá. Chơi cái súng pháo. Ôi, nguyên khu đánh gôn luôn. Đi qua chiếm khu đánh gôn anh em. Quân đâu? Bay đâu? Đi. Rồi dắt bộ đi luôn cũng được. Đi anh em. Dắt bộ đi luôn. Đánh gôn nó trên kia kìa. Mà thôi đi chân anh ngắn anh đi công hội. Mỏi chân lắm. Đây là cái màu đỏ của cái bọn Armenian Mob. Cái này nó không có cái súng nó thôi thực tình luôn á. Stun gun không có. Các bạn nhìn kỹ với mình không có. Nó đi theo chữ ABC, A, B, C, D, E, F, G, H, K, M, N, O, O, B ha. Đây nè. Các bạn chữ cái ABC. Ủa đâu? 7. 7. 7, 7, 7, 7. Có chữ A nằm dưới nữa. Mình xin rút lại lời nói ha. Quê quá. Gun đánh gôn cũng là cái bọn Armenian Mob luôn ha. Tao xin chiến cái bọn này. 52 quýnh 57. Chơi luôn. Tìm mình cần. Chắc bọn mày 5 thằng luôn. Cái này nó chỉ bắn được bể được kính bể được đèn xe thôi, đèn hậu đồ thôi. Bắn cái bể kính là đó. Kính xe gì đó không có bể được. Kính xe là một cái là để không bắn được. Pháo sáng cũng không bắn được kính xe luôn. Ý pháo sáng hoạt động lại rồi nè. Ôi nước luôn. Đồ sen, ôi nó hú rồi kìa. Ấy đừng có bắn tao mày, đừng có bắn thêm viên nữa coi. Sắp bể rồi kìa. Mình nước thêm một nước nữa nè. Rồi bể một lỗ. Rụng nè, đó rụng rồi. Xe mới đẹp tattoo. Rồi súng hết ra đạn rồi. Như là súng pháo này nó chỉ có một cái giới hạn như đó thôi. Bây giờ mình cho các bạn xem lại menu ha. Chờ bạn nào nói là sợ lắm các bạn, nhìn lầm rồi kêu là nó có bad battle crowbar. Chung là bạn nào thấy chữ stun gun thì la lên, còn không thấy thì thôi. Đừng la. Nên mấy dòng này, mấy dòng trước là vũ khí cận chiến. Đây là tới vũ khí drive pistol nè, súng lục drive shotgun smg drive. Thường cái đuôi nó có sợi chữ ha. Pistol đây, combat pistol là cái cây thứ hai. Shotgun. Trời nó bắn.
Heavy Piston, Heavy Sniper, Machine Piston, Maxman Piston, là mà không có Stone Gun. Vậy mới ức chứ. Có con cần mở cái Railgun này chứ cho các bạn chơi. Cái Revolver này để mình xem nó là cây gì. À, hai cây nữa ha. Hết rồi. Đây. Trời, mày lai dữ vậy cho tao mượn xe tao ra khu khác rồi. Mày cứ bắn đi, cứ đốt cháy đi. Đốt mọi thứ. Xe đẹp. Xe cổ. Cứ bắn đi mấy đứa, anh xuống đây, anh test xuống. Cái Railgun là cái này đây. Đây. Súng này nhìn như kiểu súng người hành tinh. Cái nòng nhắm của nó hình tam giác. Đây các bạn thấy lướt qua nó bị ảo à. Như hình tam giác và bùm. Hù. Một lần một. Nó nổ lên. Giống như là bắn một cái luồng điện ra thôi. Bắn xa. Thoải mái. Các bạn không thấy cái đạn bắn ở đây nè. Chỗ chết nguyên tim luôn, chết bà. Chuyên ngu rồi, 4851. Dạ. Không có hồng cân, hồng cân. Bắn xa mày chết mày luôn nè con. Chúng này bắn xa là khỏi bàn luôn. Mình test cho các bạn xem. Mày. Dạ, không thấy được. Không di chuyển này là bắn xe đi. Đó, bắn xe các bạn thấy không, đúng xa luôn. Đây súng Dragon. Còn cái cây mà thấy các bạn kia, cây nào ta. Goose, Best Whisper, mấy cái súng lục. Ở đâu, trường SMG. AB Pistol đây. Đây đây, Revolver là cái này. Bắn một viên. Bắn một viên, gài một cái. Bắn một viên, gài một cái. Súng này mạnh á, bắn viên chắc văng người luôn á. Đi kiếm thằng bắn thử. Không tới mình nó sẽ dẫn sử dụng, sẽ dẫn sử dụng súng pháo yên tâm đi, cái này nè. Cú. Chết rồi chứ nó không có văng người. Nó như mình tưởng tượng là nó văng người ra. Bị trái rồi còn chạy. Maxman Pistol là cái này đây. Wow. Bắn viên, nạm viên. Cái này bắn viên, nạm viên. Ok và Vintage Pistol là súng thường rồi thôi. Súng như kiểu mấy cái thời Thế Chiến á. Nhìn súng là quen lắm. Giống trong phim, giống trong cái game đó mình chơi mấy cái súng này. Chắc cũng lâu rồi, cái súng này cũng lâu rồi mà. Mấy bạn bỏ đi nói xàm á. Cái SNS là súng lục kiểu nòng ngắn, súng nó nhỏ ha. Không biết nói sao nhưng mà súng nó nhỏ xíu à. Dành cho mấy điệp viên rồi hay chơi súng này nè. Lực nó không có mạnh bằng nhưng mà được, nó cũng bắn được chết người. Súng rồi mà. Dữ không? Bắn không trúng mà nó vẫn chết. Thằng đào này bắn không qua được. Đây nè. Bắn ra được nè. Rồi chết. Chết rồi con. Pistol 50 là cái này mình thích nhất. Thích. Thích nhất. Mà bây giờ chắc hết thích rồi. Súng như kiểu DCS Ego các bạn. Bắn viên chết. À. DCS Ego bắn một viên chết ngắt luôn. Ngụm của tội. Đó, bắn viên chết xa hay gần gì cũng chết. Đây nè. Đó. Súng mạnh lắm. Bắn kiểu này đây. Bập bập bập. Cái này là cây DCS Go hay DE. Combat thì súng thường. Súng thường này đây, súng lục thường mặc định. Bơm thì mình không nói nhiều, mấy cái này mấy cái shotgun thôi. Mình đang thử súng cho các bạn xem mà. Súng này súng ngắn nó dành đi xe máy, súng này súng dài. Hết rồi, ai còn cái đánh nào. Sweeper. Sweeper shotgun. À còn cái double barrel nữa. Cái này trong GTA San hồi đó chỉnh cái mã mà nó cầm đua hai cây này bắn đúng anh. Bắn một cái à. Bắn một lần hai cái á. Mà cầm hai cây thì bắn một lần bốn viên, bắn vô xe cái nó nổ liền. Vừa chơi GTA San cái mã mấy này vui lắm. Chỉnh cái mã gì mà nó nhân đôi súng á. Đây là súng bắn đôi. Bắn viên nhảy ra hai viên. Ủa hồi này tìm mình mà. Đúng rồi tìm mình. Tôi hết rồi. Heavy shotgun.
xuống là như cái SMG nhưng mà bắn một viên, gân bắn một viên ha. Wow, các bạn nhìn nè, bắn một viên một. Rồi còn cái musket này bữa mình làm rồi, xuống cổ là bắn viên, nạp đạn vô, đổ đạn vô, đậy nắp lại, hết rồi. Scott thì có một cái này thì nó bắn kiểu súng nhắm nhưng mà không có zoom gần được và bắn liên tục được. Không. Lú cái đầu lên. Còn lại hết rồi. Mấy cây này thì mấy cây thường thôi, không có gì đặc sắc hết. Súng tiểu liên. Ok, bây giờ mình đi súng điện chích nó tiếp. Leo qua coi. Hello, anh mới sổng chuồng ra. Mày, chỉ anh đó mày. Anh mới ra tù mà mày. Phụ anh đó mày. Hello. 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 Mày chơi ông hả? Chơi ông hả? À, bắn ngay đầu nó cái nào. Coi chừng lên liền. Lạ chứ. Thử bắn ngay đây cái. Trời ơi, nó banh ra luôn. Bậy quá, sai. Bắn ngay nách nè. Kêu tiếng luôn. Đó. Kêu tiếng luôn. Bắn ngay bụng mọi người. Nó đâu kêu cái tiếng kêu đâu đây nè. Nó kêu tiếng. Thôi mày chết chứ, người ta chết người ta cái mày. Rồi chết. Từ trần. Ai, thôi tao giận mày nữa. Đây đây, pháo sáng, pháo sáng, pháo sáng. Ai. Hiện tại là mình bắn pháo sáng nhiều quá cho nên là mình không có thể tao mình không có chọn cầu tiết được luôn. À chọn được nè. Có lúc chọn được, có lúc chọn không. Như chọn bọn này không được thôi chứ còn mình lấy cầu tiết mình ném bọn này để chết nó không có cho hay sao á. Đúng rồi, cái này không phải để chọi. Không phải để chọi. À, lấy bình này cũng được, chơi mày luôn. Bình này không có trong kia. Cũng không giết được luôn. Bình này bình thường là mày. Ngu bò. Chưa chết hả mày. Bình nó bình thường là bình chữa cháy á, xịt vô nó bị sặc á. Mày chỗ này nó không có tác dụng. Rồi mày chết là con. Chết là con. À, như cha này cũng không có luôn. Cha này là bơm lửa không có. Nó chỉ có những cái gậy. Có được không có bơm bởi vì hôm bữa không có một trái lựu đạn nào luôn. Buồn. Đây nằm bên phần lựu đạn rồi. Không có mấy cái này không có. Có cái bơm rồi. Trời nó không nó chết. Bơm độc. Cái bơm mà trong thường trong phim các bạn thấy SWAT nó chọi vô á, nín thở nó chọi vô á. Nó bị quá hạn nhiều cái quá à. Như là trong này cái sử dụng súng các bạn sử dụng nhiều quá thì nó sẽ hạn chế ha. Như là mình bắn pháo sáng á. Như là tiêu nó pháo sáng nhiều quá cho nên là nó hạn chế. Trong tập này đi chích điện vui. Chích điện tiếp con 8 thằng nữa chích điện để chơi. Chơi mày. À, mình có trò chơi mới, đây là cái trò chơi mới. À, anh không có cần phải mà giết mấy chú làm chi cho nó mệt chứ. Có xe anh chơi. G2 Spanier Emergency. Các bạn hiểu mình chưa? Đây mình lấy con xe cứu hỏa. Xịt nước thấy cha bọn mày luôn. Rồi xịt nước là chết luôn nha các bạn, xịt họ nó chết luôn á. Rồi chết, thấy không các bạn thấy không? Chân tiền nó chết luôn, đây này nè. Từ từ nó cũng có tập. Rồi các bạn nhìn nó chết nè. Để xíu. Rồi chết. Các bạn thấy cái sức mãnh liệt của con xe nó rất là ghê gớm không? Phun áp sức nước nó mạnh đó. Áp lực nước nó mạnh đó. Một cây chết nát luôn. Ê, đây ta chịu cháy đó, đây ta chịu cháy đó. Rồi. Mình đã chiếm được cái khu này.
Trời, chỉ nó hết cháy rồi đó chưa. Trời, ta cứu người mà, người ta cứu người mà. Bật kèn nó luôn nè. Các bạn thấy xịt một cái là chết ngắt luôn rồi nè. Từ 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 từ. Này người mình. Đợi thằng này xuống xe cái đã. Xe mày. Trời ơi mày ủi tiếng tạch trời ơi. Ác không. Thứ ác ôm gì đâu. Đây 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 đây. Xịt nước. Khu này đông ta. Khu này nó gần địa bàn của bọn kia nên nó đông. Xuống xe đi mấy đứa. Xe đi cho tắm nước nóng nè. Rồi thôi ok video mình xin tạm dừng tại đây ha. Cảm ơn các bạn hãy dõi cái video này. Nhớ đăng ký kênh của mình, like video và chia sẻ nó các bạn xã hội mình. Và đừng quên ủng hộ kênh Andy của mình ha. Và cái series game Young Mod này. Chào các bạn, hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.